Xin chào các bạn, ông chó tiếp theo mình muốn giới thiệu cho các bạn là một ông chó Đắk Lắk của gia đình nhà mình gửi tại Đồ Sơn. Hôm nay là mình cùng bố và em trai sẽ đi tham quan một vòng Đồ Sơn, những cái ông trâu mà mình gửi ở dưới này. Con trâu này nhìn đã vẫn rất là non. Ủa, lát hết cả tay, à tay ra. Hai mét bao nhiêu bố? Hơn 20. Thằng này đẻ đất ngay. Alo. Chỗ này 2m20. Quá chút chỗ ấy rồi. Chú để đâu? Chú đang ở trên đây đang cửa mét châu này. Châu này mua ở đâu bố? Ở Đắk Lắk à? Ốc châu này được mua từ Đắk Lắk. Mình nhớ không nhầm là về từ đầu năm 2020. Ủa nhóm vậy? Ở trong tấu mà. Mặt rất là đẹp. Ông trâu này tí sẽ được thử với một ông trâu nữa. Mặt đẹp nhỉ. Đánh nát hết cổ tay. Thôi. Cú đó chở con trâu ở trên bác quá lắm à, bác tàu em nó tím ta tâm mấy đồng hà thử mấy trâu đồng hà đi bác ra bác hà ăn trâu bác bắt dàng của em con trâu bác nó chở xuống cho bác đấy trâu vợ nó chở vợ chở nó bên anh ra bưu điện cho ông kia chưa? Bưu điện cho ông chăn cho bái chưa? Bưu điện cho ông trước. Quá mênh mông. Đất này sang gì? Hay đất bên kia sang? Để em bắt. Tí lối lại thừng. Bắt đang đâu ơi? Đi ra thế thử châu tí. Chuẩn bị đã được thử.
ông trâu này có cái dáng vẻ rất là oai vệ. Không. Rất là oai vệ. Ông trâu này cũng chuẩn bị lên đường đi đấu giải cúp C1 bên Trung Quốc. Oai dũng. Đẹp thật. Chùy trâu. Không biết. Ông không có nhà đâu. Hình như điện rồi sao? Bố gọi cho ông Hà chưa? Xe này mang dưới nhà, xe mình nhỉ? À. Vừa anh bảo bố rồi anh điện không ốc không nhà. Mình biết là mình không quay nữa, mình đợi bố quay luôn. Tôi chỉ chóng rồi được. Anh ơi, anh ngoài bố em, xe mới em gọi cho nhé. Tí nữa cháu lấy thì tí thay mỗi cái đầu thôi. Đi ra con chuột tắm hết. Để đâu? Thì nhìn kìa. Bỏ đấy đâu, bỏ anh ở đấy đâu, tí ra cái này thử chở ra này. Đang nào ông mua dây rồi thay giống cái mũi đi, làm lại mũi đi. Con này đi 8 rồi. Ừ, 8 rồi, đồ bánh, sủi bánh. Đẹp thật đấy. Tung niếu à? Tung niếu, tả hấn hảo.
xấu. Đây dưới tạc cho anh đấy. Bơm lên đây, bơm lên đây. Rách hết tay nhỉ? Cái thân. Cái con thường đẹp đẹp đấy. À, có sừng đấy cũng là cú đuôi luôn. Sừng đẹp bán được với hỏa. Sừng đấy cũng độc. Đó. Nó là khôn hết. Hả? Nó là khôn hết. Đuổi cho nó đuổi. Nhìn mẹ tự nó đéo ấy nhỉ. Cô Hào ơi, cục chuyện vô ông muốn. Đâu đi cỗ kia ở đâu mà. Được rồi đấy. Được, cái gì sẽ đó. Được, hai bên đây mua em. Hơn em nó học gần gần. Đó. Có thể đặt nó bên ông 6 nó mới đẹp. Con này bên 6 ấy sang đây ạ? À? Vâng. 6 giờ mấy con? Không? 2 nhỉ? Dùng 6 nó đóng mút. Ngoan nhỉ? Ngoan gì vừa lắc người như chó. Nó hơi xịt người. Hiền sung quá. Trước nó hiền không. Đánh câu chân đầu nó sung. Đã nó hơi xịt. Con này nó đánh có đòn phết đấy. Đục ra ngang đánh. Con này trùng ngọc 2 mét 3 mấy con này. Alo. Đang ở trên nào rồi? Dạ đang ở trên này, đã thử sâu cho xong đâu, tí nữa. Chào nữa. Nha. Chắc châu Ngọc với châu đàn. Ừ. Có. Hả? Thôi tìm luôn đi. Tí thử xong đây xuống tiêm luôn rồi mới quay lên đây. Thì tí nữa cứ thử trâu xong rồi nữa. Không có đâu là trâu tiêm được. Còn một cặp nữa. 4 người. Tập Trung Quốc không. Hello anh. Không biết. Đi xem. Ngọc 10 phút mới kéo nó ra mà. Châu Ngọc với đám châu vâng, trọng nó cũng đuối đấy. Đánh 10 phút mới kéo nó ra con châu đánh. Đánh cái bọn châu nó to hơn nhiều. Nó cứ bằng ngang nó này đan sao nó. To hơn nhiều quá nó khỏe nó đè. Làm mà đã ăn được con đâu. Khỏe lì nó lì từ trong đắp lắp rồi. Tư răng nó đánh ác. Đầu nó trông quậy thế này. Bây giờ chắc không có người phục tìm chúng ta rồi như này. Khó, chúng ta ở đây. Con này giờ gói 8 tuổi, 8 tuổi rưỡi. Nó lao quá kia, tí buồn nữa ra. Lên này. Để được rồi, thế được rồi. Bên này chưa sạch cái mặt. Ô, ngồi xuống rồi đứng lên mà hoa mắt. Con 2m40, con 2m
có đéo gì ở tai chưa? Bị đánh nhau đánh nhau á. Chúng ta đợi con trâu xinh đẹp này. Rồi cho lên đi. Cho lên trên kia rộng em ạ. Được không? Ai bắt? Cái gì? Thằng nào bắt rồi, thằng nào bắt không biết. Đâu á? Đi lên, lên chuẩn đấy, chỗ nào? Chưa hẳn bán kia rồi. Cái gì thô lắm rồi. Ui nó vẫn bắn lắm. Bắn cái đít. Bắn cái đít bên này. Vẫn bắn cái đít anh ạ. Đấy, bạn đứng ở đây không té là được không? Kia cho ra kia thì té. Rắp cho bãi cỏ này. Rắp bãi cỏ này. Đấy, đứng đấy là được rồi. Rồi, ok. Cứ đi, 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 đi hẳn sang đi. Đấy, đi hẳn sang kéo nó. Ê, đứng đây đua luôn kìa, cho nó bằng em, cho nó rộng. Ok. Đấy chú Thái là. Được rồi, 20. Ủa không có quay sao vui? Đang quay. Quay máy anh nào tí anh cắt ra mình đâu. Anh ấy ác rồi. Không cắt được ra quay dài đi. Quay cái anh em. Ê, cầm cái đuôi cái tay. Đuôi cái đít ra bôi. Ừ. 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 Anh cho đầu thẳng lại như này thì nó lại ngắn quá. Cho đầu đầu thẳng đấy. Đấy. Đây đây đây. 10. Chiều cao. Chiều cao đi bôi. 45. Hơn nhất 4 năm. Đưa con nữa. Anh giờ nuôi nhiều gà không? Một con thôi. Phải không quay tay. Sợ con chứa đánh con này thì cuộn, cuộn cái dây như kiểu một con. Con này hình hai khoái tay thôi. Chỗ này mày con này ngày là đắt lông nó mới to anh. Chỗ này nuôi cái con trâu con này. Thế nên là trước là mình có trâu Ngọc đánh chạy con này đấy. Đâu? Chưa. Kéo. Kéo 10 phút nữa này.